khi lối vắng mà khói trắng như muốn nuốt cả không gian. Tất cả có lẽ đã xây giấc ngủ, chỉ còn một người vẫn mênh mang. Khi đam mê vẫn mãi còn đó, không thể nào nói tiếng rời bỏ. Mơ ước chạm vào ngưỡng cửa để không tiếc nuối kiếp đời. Nhỏ cứ cầm cuội bên cây viết và cuốn sách đã nát nhau. Nét chữ vẫn cứ chằng chịt mặc cho trang giấy đã khét màu. Sân đêm lạnh lẽo, ngọn đèn dầu mập mờ. Nét bút thanh toát ngày nào bây giờ như gã như vật vờ. Cứ đưa từng nét cho bài nhạc mà người tâm huyết. Nhưng mà sự thật thì có lẽ cả thế giới này đều cầm điếc. Không oán trách ai, vẫn chọn niềm vui với khao khát chờ đợi tươi nắng mai. Len lỏi qua khung cửa sổ, dù đi u ám đêm qua, gieo vào lòng người hy vọng hôm nay bước chân sẽ được thêm xa vào. Chỉ con người chỉ như hạt cát, như là rác thì phải cố sáng tác. Tìm tuyệt tác nơi tâm hồn vết muốn cao xa là có thể lưu giữ một bài hát trăm năm tồn cho người đời được biết. Và từ lời được biết nắm chặt từng nhịp biết như là việc cần thiết để có thể níu giữ lấy từng chút hơi thở nhỏ nhoi cho sự sống vô vọng. Thôi những mơ mộng trở về thực tại, đưa thuốc vẫn cháy đến khô họng. Cố gắng cho ngày hôm nay để ngày mai có thể bước lên. Và đó là câu chuyện của người nghệ sĩ không được biết tên.